Cô bé Bạch Tạ tự ti vì khác biệt, nhưng cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn sau khi tham dự lễ hội cosplay. Câu chuyện của một cô bé mắc bệnh Bạch Tạ đã tìm thấy sự tự tin tại lễ hội cosplay đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng xứ Trung. Mẹ của cô bé đã chia sẻ câu chuyện. Cô bé có biệt danh là Tiểu Elsa. Một ngày, mẹ của Tiểu Elsa đưa em đi tàu điện ngầm và tình cờ gặp rất nhiều cosplayer. Nhìn thấy bé gái với mái tóc trắng như tuyết, một trong số các cosplayer đã hết lời khen ngợi vẻ đẹp và khuyến khích. Ở lễ hội cosplay còn có rất nhiều người có mái tóc giống em. Hãy đến đó, chắc chắn họ sẽ rất thích em. Ngày hôm sau, mẹ của cô bé quyết định dẫn con gái đến lễ hội. Tại đây, Tiểu Elsa đã vô cùng phấn khích khi được gặp gỡ và tương tác với những người đang hóa trang thành những nhân vật anime. Họ chụp ảnh tặng cô bé những món quà nhỏ khiến nụ cười không ngừng nở trên gương mặt em. Mẹ của Tiểu Elsa chia sẻ, tham dự lễ hội này đã giúp cô con gái giải tỏa được nỗi buồn từ những lời trêu chọc về ngoại hình mà em từng nghe. Bé hào hứng nói với mẹ, hóa ra có rất nhiều người có mái tóc giống con, tóc trắng chẳng xấu chút nào cả. Khi trở về nhà, cô cho biết mình đã khích lệ con, nói rằng cô bé cũng có thể tham gia cosplay mà không cần phải nhuộm tóc hay đuổi tóc giả khi lớn lên. Điều này khiến Tiểu Elsa càng thêm háo hức. Không chỉ tự tin hơn về ngoại hình của mình, Tiểu Elsa còn trở thành người mẫu nhí. Cô bé đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi gần đây xuất hiện trên sàn runway của tuần lễ thời trang Thượng Hải Xuân Hè 2025. Câu chuyện của Tiểu Elsa đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Không ít cư dân mạng đã được truyền cảm hứng về sự tự tin từ câu chuyện của cô bé. Mong Tiểu Elsa sẽ luôn giữ được sự hồn nhiên yêu đời của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.